Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị cho thấy hiệu quả kinh tế bền vững. Vì vậy, những năm gần đây, ngày càng có nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tham gia vào các mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất. Đầu năm 2023, mô hình trồng bắp sinh khối được Hội Nông dân huyện Châu Đức triển khai, thu hút 106 hộ tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ với gần 130 hecta. Tham gia mô hình, nông dân được hỗ trợ 50% chi phí sản xuất, tương đương hơn 11 triệu đồng một hecta và được tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây bắp. Sau gần 3 tháng, cây bắp phát triển tốt, mỗi hecta cho năng suất từ 45 đến 50 tấn. Được sử dụng làm thức ăn gia súc nên toàn bộ cây bắp từ thân, lá đến quả được doanh nghiệp thu mua tại vườn với mức giá từ 900 đến 1.100 đồng một kg. Mỗi năm bắp sinh khối có thể trồng 3 vụ, sau khi trừ chi phí, nông dân lãi từ 25 đến 30 triệu đồng một hecta một vụ. Chúng tôi là nông dân, chúng tôi rất là vui và rất là phấn khởi khi công ty đến thu hoạch bắp cho chúng tôi. Cây giống bắp này là nó rất tốt và cái lợi nhuận nó rất cao, nó vẫn hơn những cái loại bắp khác. Mùa kế tiếp nữa người ta sẽ làm. Gia đình chị Vòng Bạt Mùi ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc chuyên trồng tiêu, điều, cà phê. Giá các loại nông sản này bấp bênh, thu nhập của gia đình chị Mùi cũng bấp bênh. Được công ty cổ phần nông nghiệp thương mại du lịch Bào Mây liên kết trồng khoai mài, gia đình chị Mùi chuyển sang trồng khoai mài trên toàn bộ diện tích 6 hecta. Sau 6 năm, cây khoai mài vốn dễ trồng, ít tốn thời gian chăm sóc, ngày càng phát triển tốt, cho năng suất cao. Trung bình một năm, khoai mài cho năng suất hơn 60 tấn một hecta. Sau khi trừ chi phí, chị Mùi thu lãi trên 300 triệu đồng một hecta, cao gấp 3 đến 4 lần so với tiêu, điều, cà phê. Thấy cái khoai mài này thì giá ổn định hơn, là không có lên xuống. Mình trồng cái này thì công ty vẫn lo cho mình hết, không lo lắng gì mà năng suất lại cao. Đã gần 10 năm, ông Đoàn Văn Vĩnh ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ có nguồn thu ổn định nhờ liên kết sản xuất rau an toàn trong nhà màng với công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu. Trên diện tích 2.500 m², bình quân một tháng, ông Vĩnh cung cấp hơn 4 tấn rau ăn lá cho công ty. Và sau khi trừ chi phí, ông lãi từ 30 đến 40 triệu đồng. Chúng tôi làm cho công ty này thì cũng tương đối ổn định. Chúng tôi làm phải 1 năm, 2 năm, 20 vụ. Mà đến nay là còn tháng 5 hay năm thứ 6. Với công ty thì công ty người ta vẫn bắt tay và vẫn anh cứ cố gắng phát huy. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có gần 17.000 hecta cây trồng, 59 cơ sở nuôi gia súc, gia cầm và khoảng 310 hecta nuôi trồng thủy sản được các doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã và nông dân sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi. Liên kết với doanh nghiệp, nông dân có đầu ra ổn định, nông sản nâng cao giá trị. Năm 2022, giá trị sản phẩm trồng trọt được liên kết đạt giá trị hơn 1.500 tỷ đồng, chiếm 24% tổng giá trị ngành trồng trọt, tăng 4% so với năm 2021. Chăn nuôi đạt hơn 1.750 tỷ đồng, chiếm hơn 25% tổng giá trị ngành chăn nuôi. Và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 700 tỷ đồng, chiếm gần 3% tổng giá trị ngành thủy sản. Liên kết hợp tác sản xuất ổn định, không phải lo cái đầu ra. Cái thứ hai là doanh nghiệp ổn định được cái chế biến, không phải lo cái nguyên liệu đầu vào, là tạo ra một cái chuỗi từ bắt đầu sản xuất đến khâu tiêu thụ, đem lại những lợi ích hài hòa tổng thể cho người dân, người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc, có chất lượng. Các mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp đang khẳng định hướng phát triển bền vững, lợi cho nhà nông và cả doanh nghiệp. Ngành nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đang quy hoạch các vùng trồng trọt tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết đối với các loại nông sản chủ lực, đồng thời đẩy mạnh cấp mới và quản lý mã số vùng trồng.